rồi nhá, thì bây giờ anh em vừa mới chuẩn bị làm cũng gần xong đồ rồi, bây giờ mới bắt đầu được ăn sáng này. Mời mọi người ăn sáng nha. Anh làm chay không? Mắm nè, hả? Chay làm gì? Ồ trời, nó chua sẵn rồi, chay như gì? Có chay rồi. Trong cái pha với chanh à. Có Hồng ăn sáng này. Đây Khải nha, bỏ túi đây đi, tí nào đưa cho Khải. Tao để đây lại gì mất. Lộn mất. Bỏ túi áo. Ăn chưa ăn này. Ăn này. Đây có chanh. Con ra kia chỗ yếu của mình cho. Hành bắt đầu. Bắt. Bảo mình hành nó có tí không? Mua thêm năm mình hành có tí không? Hành gì đẹp? Hành gì?
Phước. Lấy bánh không bằng tiền trả đâu. 5.000 đấy trả. Làm bánh có 10.000 nữa đúng. Có đủ tiền đóng tiền điện không? Cần tốt tiền. Tốt lắm. Nó đắt ngang, nó còn bằng tốt 2 cái 5 ngày. Còn tốt hơn cái đồ hòa. Chú Khoanh bỏ ở lại cho cháu. Cái hay. Tôi mắm mà. Bà có nước mắm mình. Có cần tí nào. Ô thôi, quá giả. Ok cả nhà nhá. À thôi cho nó lên 8 phút. 11 rồi. Thừa cho mà thừa luôn. Mà không có làm video 15 phút luôn. Tao quay lên làm cái kia luôn. Làm gì có video nào 15 phút. Đúng không? Không 15 phút luôn. Có hơn 8 phút, 8 phút rưỡi. Cố gắng ăn hết chứ trả đi. Còn làm từ dưới nữa. Bánh này. Phải là cố gắng. Là đăng ngon. Đăng nể. Không ai ăn đâu. Mẹ bắt một đi. Bánh đưa món này. Bánh ăn chạy ăn. Ăn bánh ngấy, ăn bỏ dừa nó đỡ ngấy. Ăn thêm ngấy. Còn miếng trà đây. Sáng giờ đói bỗng đây. Giờ được ăn. Tươi tỉnh hẳn ra. Không có niềm vui à. Mình lại thích ăn cái dưa này. Cảm giác yêu cuộc đời hơn. Đấy, ăn cái món chỉ nha. Ăn bánh hay là ăn... Mình thích ăn sông hơn. Ăn bún hay ăn phở vậy? Mình không bao giờ ăn rau á. Bún phở thì mình thích ăn hoa chuối. Trời. Mẹ đời là hoa chuối mà ăn cũng được. Còn ăn bánh cuốn à, mình thích ăn sông muối hơn. Hoa chuối à, hoa chuối chỉ có ăn lươn gì thôi. Mì lươn rồi. Có quá nó có chứ nhưng mà ít. Bỏ tí. Mì lươn với hoa chuối rồi. Mì lươn ăn cũng ngon. Hoa nó bỏ hoa chuối đỏ mà. Cái này hoa chuối chắc rồi. Ok nhá. Ok mọi người này đánh trơn luôn này. Bay hết mọi cái dầu mỡ nhá. Bye bye mọi người.